Thượng viện Pháp mới đây vừa thông qua dự luật cải cách nhằm thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên thì dự luật này lại vấp phải sự phản đối từ người lao động. Cho rằng dự luật mới sẽ làm ảnh hưởng quyền lợi của người lao động, công đoàn Pháp đã quyết liệt phản đối quyết định Thượng viện Pháp. Quyền lợi của người lao động sẽ bị ảnh hưởng nếu chính phủ thông qua dự luật đó. Đã nhiều năm, nhiều tháng chúng tôi đã phải làm việc thậm chí là trong ngày Chủ nhật. Chúng tôi kêu gọi các thượng nghị sĩ nên cẩn thận với dự luật mà họ đã thông qua. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẵn sàng đối thoại với các tổ chức xã hội sau cuộc bỏ phiếu của Thượng viện. Nhưng ông cũng nói rằng đất nước cần phải tiến về phía trước và các doanh nghiệp cần được thúc đẩy. Chúng ta cần tiến về phía trước để đơn giản hóa, hiện đại hóa đất nước và tạo nhiều điều kiện hơn cho những ai có sáng kiến kinh doanh. Duy trì quyền lợi của mọi người là cần thiết, nhưng đất nước cần được phát triển. Dự luật một khi được thông qua sẽ làm giảm bớt các thủ tục rườm rà trong một loạt các lĩnh vực, bao gồm cho phép các cửa hàng mở cửa cả ngày Chủ nhật và buổi tối, đẩy nhanh tiến độ các thủ tục và mở thêm các tuyến xe buýt đường dài.